Được rồi, cha sẵn sàng chưa? Chờ gì mà đã tấn công con như vậy rồi sao? Vô lại đi, trong thực chiến thì không có vụ chờ đợi đâu. Dạ, chờ, chờ. Ây da, đau, 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 cha ơi. Mày còn quá yếu con à, còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Tại vì cha bự hơn con thôi, rồi một ngày con sẽ đánh bại được cha. Trong chiến đấu thì kẻ địch không có nhân nhượng, không có kẻ yếu kẻ mạnh đâu. Cho nên là con bắt buộc phải mạnh lên, mày hiểu chưa hả? Được rồi, con hiểu rồi. Con nên biết rằng gia tộc Shinobi của chúng ta không nhân nhượng cho kẻ yếu. Bất kể là dân thường hay là ai thì tụi ta đều chà đạp lên. Chúng ta phải mạnh, phải thật sự mạnh, hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Để đạt được mục đích thì chúng ta sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, bất kể là ai, cho dù là dòng họ chung dòng máu, hiểu chưa hả? Dạ. Hiểu sẽ bị chà đạp. Con hiểu rồi, con hiểu rồi cha. Còn bây giờ thì tập luyện tiếp đi. Dạ 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 dạ. Được rồi. Quá yếu, mày quá yếu đi, mày phải mạnh hơn nữa. Ừ, được mạnh rồi, lên. Mạnh lên nữa. Dạ. Con sẽ đánh bại được cha. Dạ, 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 thua đây. Dạ, dạ, dạ. Còn quá yếu như vậy thì chưa đủ để giết ta đâu. Đánh tiếp đi, mới chưa gì đã gào thét rồi. Đánh thêm nữa. Gặp cái địch ngoài kia, chúng ta sẽ không nhân nhượng cái mày đâu. Đánh thêm đi. Đứng dậy, đánh tiếp đi. Đừng có mà gào thét nữa, mạnh mẽ lên. Bớt nói nhiều lại, im lặng và tập trung đánh đi. Không nghĩ, ta sẽ không cho mày nghĩ đến khi nào mày mạnh lên. Mày hiểu chưa? Đứng lại, không được bỏ dậy, tiếp tục đi. Đừng có hèn nhát như vậy, gia tộc Shinobi không có những kẻ hèn nhát. Cố lên, mình phải làm được, mình sẽ đánh bại. Tốt lắm, đúng là con của ta. Phải như vậy, mày không như những đứa anh em của mày. Tốt lắm. Được rồi. Còn bây giờ, đi về nhà đi. Hôm nay anh tới đây thôi. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi sao? Mệt quá, về nhà thôi cha. Mình phải tập luyện cường độ dày đặc. Dày đặc đến như vậy mãi luôn sao hả cha? Đúng vậy, mày phải tập luyện như vậy cho tới khi mày trở thành kẻ mạnh nhất. Không ai có thể chà đạp được mày, thì mày mới được nghỉ. Dạ, về nhà thôi. Nhanh lên. Dạ, con đang đi theo đây cha. Ôi, ngày hôm nay tập đúng là mệt thiệt chứ. Rồi về mày nghỉ ngơi đi, hôm sau là tiếp tục. Dạ. Dạ. Hello cha. Hello em. Hello. Hello hai người. Hôm nay mọi người tập luyện như thế nào rồi? Em nhức hết cả vai tay chân luôn rồi. Tập luyện bủng rủng tay chân luôn nè. Mọi người đi vô ăn nghỉ ngơi đi. Dạ dạ dạ, tụi con đây ăn nghỉ ngơi đây. Còn hai ba nữa, đi vô trong đi. Để tôi dạy con của tôi. Dạ dạ dạ, em biết rồi. Dạ dạ. Ăn thôi. Ây da. Ăn lẹ đi, còn nghỉ ngơi tập luyện nữa. Ăn nhanh lên. Lại tập luyện nữa sao? Mệt lắm rồi á. Đã tới lượt mày nói chưa? Ai cho phép mày nói hả? Ăn đi, nhanh lên. Dạ con xin lỗi. Rồi rồi. Dạ tụi bay không muốn ăn nữa. Dạ ăn, dạ ăn. Dạ ăn, tụi con xong, ăn tụi ăn xong. Con ăn xong rồi cha ơi. Ăn, ăn no luôn rồi. No đúng không? Có năng lượng rồi đúng không? Đi tập, nhanh lên. Dạ dạ, chưa kịp nghỉ chân coi như là lại phải đi tập nữa rồi sao cha? Chết con mất cha ơi. Bớt nói lại vậy. Đi theo tao. Ơi, mình với lại anh chị mình lại tiếp tục đi tập nữa rồi mấy bạn ơi. Tại sao số tôi sinh trong cái gia tộc này khổ quá à? Tối ngày cứ tập luyện vậy hoài sao? Ok, đi nhanh lên. Để lên con đi theo qua mà. Dạ rồi, con đang đi theo đây cha ơi. Hôm đi đằng sau luôn rồi nè cha. Không đạt yêu cầu thì đừng có ăn nữa. Dạ. Dạ. Bài tập hôm nay đó chính là điều hòa cơ thể. Tập hít thở, tập lặn. Bài tập số 1, lặn dưới nước đó. Lặn tới khi nào ta cho phép ngồi lên được ngồi. Dạ. Nhanh lên. Đi xuống. Ê, lại dưới dạ. Rồi. Ê, dạ. Tập lặn đi. Được rồi. Khó dữ vậy cha. Có lên nha anh chị. Ta được chỉ rồi. Cho phép thì đừng có mà ngồi lên. 5 phút nữa cha. Tới khi nào ta cho phép, không có thời gian cụ thể. Khó ảo quá, khó ảo quá cha. Ngồi xuống, nhanh lên. Khó thử á. Đi xuống. Xuống. Ai cho tụi bay ngồi lên hả? Ta chưa cho phép mày đừng có ngồi lên. Xuống. Dạ. Đi xuống. Lặn tiếp cho ta. Đủ 5 phút rồi, tụi bay lên đi. Dạ. Dạ. Vào bờ đây, vào bờ đây. Đây chỉ là bài khởi động mà thôi. Chuẩn bị tới bài tập số 2. Dạ. Dạ. Bài tập tiếp theo
chính là đuổi bắt bây giờ. Dâu dạ. À, mày sẽ dạ. Đuổi bắt hai đứa còn lại. Nhiệm vụ của hai đứa là không được để dao chạm vào, không được để dao bắt lại được. Dạ. Đứa dạ. Nào để bị bắt sẽ bị phạt. Dạ, con biết rồi. Vậy là chị vô bây giờ chị đuổi bắt tụi con hả cha? Đúng vậy, còn tụi mày thì đừng để dao bắt được. Nếu dạ. Không thì không có kết cục dạ. Tốt đẹp đâu. Bây giờ tao cho tụi mày 5 giây để chạy. 1, 2, 3, 4, 5. Con đuổi theo nha cha. Nhảy lên 5 giây ha. Đứng lại đó. Có lên, đừng để chị vô bắt được. Chạy lên cao đi. Dí tới rồi, dí tới rồi. Có lên anh ơi. Chạy. Ôi chạy nè. Bắt được rồi cha ơi. Chạy được nè. Rồi, tốt lắm. Còn cái thằng phế vật này còn quá yếu. Còn hi ha thôi, còn hi ha thôi. Tao xin lỗi. Rồi tiếp tục đi. Dạ dạ, đâu rồi cha. Mình sẽ cố gắng thắng cái trò này mới được. Chị vô ok, mình phải không để cho chị vô phát hiện ra mình. Chị cố gắng hết đâu giờ. Rồi chị cố gắng trốn thôi. Không thấy đâu luôn, ghê vậy ta. Dạ ô, nhanh lên. Dạ dạ, từ từ con đi. Mày đi mà không bắt được hai đứa nó thì mày cũng sẽ bị phạt đấy. À con thấy rồi. Trời ơi, chị vô thấy mình rồi. Này em trai ơi. Chạy thôi. Im lặng. Trời ơi, à em nãy xuống rồi chứ gì. Chị thấy rồi nè. Chạy hả, bưởi, leo cây với bưởi. Cố gắng với em đây chị ơi. Lại lại lại, dí đây. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ủa đâu rồi? À. Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Ơi, bắt được rồi cha ơi. Hai đứa kia lại đây. Nhanh lên. Yeah, không có gì anh nữa à. Không được rồi. Lũ phế vật này. Tối nay đừng ăn cơm nữa. Trời cha, cho hai đứa em ăn cơm đi, nó mang tội nghiệp nó lắm. Mày sao, mày muốn không? Tao khỏi cho mày ăn cơm luôn bè. Im lặng. Ai cho phải tới lượt mày lên tiếng hả? Dạ dạ. Hai đứa mày tối nay ra ngoài canh nhà cho tao, không được ngủ, không được ăn, biết chưa hả? Không biết rồi. Dạ. Rồi xong. Rồi đi ba. Chị xin lỗi hai em nhiều lắm nha. Không sao chị ơi, chị xứng đáng mà. Không sao đâu. Mình sẽ cố gắng tập luyện hơn nữa các bạn ơi. Không thể nào để như vậy được. Cố gắng đi tập luyện tập trung hơn nữa. Thôi về thôi anh trai. Đội quá em ơi. Thôi đành phải đi lẹ thôi. Dạ dạ, đi lẹ đi lẹ hai đứa ơi. Đi ra ngoài, nhanh lên. Dạ. Tụi bay ra ngoài canh cho cẩn thận vào. Ngày mai tập luyện không đàng hoàng thì tiếp tục bị phạt như vậy đi. Dạ con biết rồi. Dạ con biết rồi. Chúng ta đương vậy hoài em. Biết hết chiều nổi cha rồi á. Cố gắng lên, vì gia tộc thôi mà em. Vì gia tộc sao? Em thấy đúng rồi. Vì gia tộc mà cha đạp hết người này người kia vậy không được anh à. Không sao em ơi. Đấy là gia tộc, vì gia tộc chúng ta phải vứt bỏ hết những thứ này. Đây là điều hiển nhiên rồi em ơi. Nhưng mà trong cuộc sống này, anh em của chúng ta, họ đâu có đáng bị như thế đâu. Chúng ta nên bảo vệ họ hay gì phải chiến đấu lẫn nhau như thế này. Với lại là những người anh em của mình, họ đã ra đi trong những bài tập khắc nghiệt của cha rồi đó. Anh không thấy sao? Đó là điều hiển nhiên thôi em. Chúng ta đều là công cụ giết người. Chúng ta chỉ việc giết chóc làm theo mệnh lệnh của chủ nhân thôi. Anh bị làm sao vậy? Cha đã tha hóa anh rồi. Thôi không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Hả? Em sao vậy? Không có gì. Cứ canh đi anh ơi. Sáng mai không thôi cha lại chửi hai anh em mình đấy. Thôi cố gắng lên em. Được rồi. Bắt cô đi. Cố gắng bắt cô cho tốt vào. Con lên được rồi cha. Tiếp tục đây. Cứ tiếp tục tập luyện cho nhân nghiễn vô. Con lên được đỉnh cao nhất rồi. Đó chỉ là may mắn thôi. Tập luyện tiếp đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Không thấy chúng ta đang tập luyện à? Dâu đã không còn nữa rồi. Dạ, chết rồi. Chị dâu không còn là sao anh? Chị ấy vì đuổi sức mà chết rồi. Quá kém cỏi. Được rồi, mày theo nó đi về phụ mẹ của mày mai táng nó đi. Xong rồi ra đây tập luyện tiếp. Hả? Sao cha không về sao? Còn gì phải về với đứa yếu đuối như vậy. Hãy nhìn chị mày mà làm gương đi. Kẻ yếu đuối thì không đáng được sống, biết chưa? Thôi cha lại nói những gì như thế vậy. Mày im mồm, ta nói thì nghe chưa? Chúng ta về lẹ đi, còn tập luyện đó. Về mai tặng cho chị thôi. Cha ông như thế nào vậy trời? Không thể nào là một người vô dân tính như vậy được. Càng ngày mình càng chán nản với lại ngôi nhà này. Chả ai có tình người gì cả. Lại thêm một người nữa đã ra đi rồi. Bây giờ nhà này chỉ còn có hai đứa rồi đó. Anh đi làm nhiệm vụ. Bà em nha. Chưa gì hết mà. Em cứ ở đây đi. Tập luyện cẩn thận nha. Đừng có xảy ra trường hợp như vậy nữa. Khỏe đó. Nhớ giữ nhất là cái tính mạng của mình đó Hi Ha ơi. Con thật sự chán nản cái gia đình này quá rồi. Cha con cũng cứ đâm đầu vào duy trì cả cái gia đình này bằng những bài tập hà khắc. Bây giờ nhìn xem. Anh chị của con chẳng còn ai nữa cả. Bây giờ hai mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi ráng đi con. Con phải hai cố mẹ lên không nha. Có tiếng nói trong cái ngôi nhà này. Gia tộc của mình một gia tộc thật sự con chả nuốt nổi, chả trôi nổi cái gia đình này, cái gia tộc này.
quá nhiều người hy sinh về chuyện này rồi. Cha chả có tiếc thương gì cho bọn họ cả. Con đừng nói như thế cha sẽ giận đó. Cha nghe được cha giận lắm đó. Thôi con đi. Con đi tập luyện tiếp đây. Phải bao nhiêu người nằm xuống nữa đây thì mới đủ đi. Chán nản thiệt chứ. Thôi cứ tập luyện chịu đựng thôi vậy. Ngày hôm nay con đến đây một điều rằng là không còn muốn gì ở trong gia đình này nữa. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Con đã quá chán nản cái tư tưởng của cha rồi. Không có xem anh em gia tất cả là gì hết. Bằng chứng là những người đã ra đi cha chả hèm quan tâm gì đến họ nữa. Cha chỉ xem bọn con chỉ là những công cụ để phục hưng cái gia tộc chết tiệt gì đó thôi. Này em, coi chừng cái lời nói của em đấy. Mày cẩn thận cái mày mày đấy. Đúng rồi đấy. Anh đã bị cha tẩy não rồi. Không có gì là tẩy não hết. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta là những shinobi. Chúng ta sinh ra và chết đi như một công cụ giết người thôi. Không ai là công cụ giết người cả. Chúng ta đều có lòng thương và lòng yêu thương lẫn nhau. Không thể nào vì một cái lợi ích mà hy sinh tất cả mọi người cả. Chúng ta phải quan tâm bản thân tụi mình. Chúng ta phải quan tâm những người khác xung quanh. Chứ không phải vì mục đích mà phải như thế được. Con không chấp nhận cái gia đình này nữa. Con không muốn còn ở đây nữa. Mày nên nhớ mày mang dòng máu Shinobi. Nhờ ơn tao giúp mày mạnh tới bây giờ mày mới sống sót. Chứ mày nghĩ mày đủ khả năng để sống tới bây giờ hả? Lúc trước thì con không đủ. Nhưng mà bây giờ con đã đủ rồi. Mong cha cho con rời khỏi nơi này. Thế thì mày cút đi. Nhà này không cần những cái đứa hèn hạ như mày. Cút khỏi đây nhanh lên. Mày đứng đây làm gì? Xử nó cho tao. Nó là nỗi ô nhục của gia tộc này. Giết nó. Đẹp trai. Anh định giết người anh em của mình như thế luôn sao? Để là chuyện đương nhiên này. Thì em cũng sẽ không để cho anh giết đâu. Gia tộc này không cần những người có tình cảm. Chúng ta không cần một cái linh hồn. Chúng con ta người là những công cụ. Anh cũng phải cần linh hồn. Anh bị cha tha hóa rồi. Tỉnh lại đi. Đó là con người. Chúng ta là công cụ thôi. Em cũng phải đứng lên đấu tranh giành lại quyền tự do cho em. Không nghe lời theo lời cha nữa. Em sai lầm rồi. Chưa. Ôi. Hả? Con quỷ chết tiệt này. Một Shinobi thì không sợ gì hết. Mày tại sao lại con quỷ? Con này là con quỷ sao? Trời. Con quỷ chết tiệt. Ôi, hãy cẩn thận vào. Con quỷ ơi. Ai da. Mạnh quá. Nhưng mà không sao. Ta sẽ tiêu diệt mày. Chết. Chết đi con quỷ chết này. Có quỷ mày quá. Không ổn rồi. Cha bị thương rồi. Bây giờ anh hãy đưa cha về đi. Chết người đi đâu? Không có chuyện đấy đâu. Làm Shinobi. Anh phải giết nó. Để em xử con quỷ này cho. Anh thả chết chứ không bỏ đi. Rồi. Con người ngu ngốc. Trời, cha sẽ chết mà. Cho ta đi. Nhanh lên. Chết là điều đương nhiên thôi em ơi. Thôi anh. Chết là vinh dự. Con quỷ này thở thở âm thanh. Thứ nhất. Làm gì vậy? Anh tạc. Thôi. Hơi thở. Em dùng được hơi thở hả? Anh có sao không? Anh bị gãy chân rồi. Dạ, dạ sao rồi? Hả? Ta bị thương nặng quá. Con quỷ đất chết tiệt. Để cha dậy đi anh. Đứng dậy cha. Sao rồi, con quỷ đó rồi? Con quỷ đấy, Hi Ha đã dùng hơi thở để giết nó rồi. Cái gì? Hơi thở sao? Hi Ha, cậu hãy ở lại cái gia tộc này. Phục hưng cho cái gia tộc này. Sức mạnh của con có thể giúp gia tộc ta chấn hưng trở nên mạnh hơn. Đúng rồi. Không được cha, con không muốn ở lại nơi này nữa. Con đã nói rồi. Cái gì? Từ rất lâu rồi. Cha của mày. Con chả còn tình thương ở gia đình này nữa. Mày phải nghe lời tao. Không, con quyết định rồi. Con đi đây, tạm biệt cha. Con đi đây, không muốn ở nơi này đâu. Khi đẹp trai. Tạm biệt. Suy nghĩ cho kỹ vào. Đây là lời cuối cùng con gửi lại cha. Coi như giết con quỷ đó là đền đáp lại những thứ mà cha đã nuôi nấng con. Tạm biệt. Ơi thở âm thanh. Chưa. Cố gắng tập luyện hơn nữa. Mình âm sẽ thanh có... này là hả? Này cậu trai. Ai đấy? Ta là Ubuyashiki Kagaya. Là thủ lĩnh của sát quỷ đội. Sát quỷ ta đội đã nhìn thấy được năng lực của cậu. Qua âm thanh này, cậu là một người rất là mạnh. Có muốn tham gia vào sát quỷ đội không? Sát quỷ đội là cái gì chứ? Đây là một tổ chức cái gia tộc của ta tạo ra để giết những con quỷ bảo vệ người dân. Bảo vệ người dân? Giết quỷ để bảo vệ người dân sao? Đúng rồi. Được. Chúng ta có hàng trăm thành viên trong tổ chức. Được. Cậu hãy tôi tham gia đi. Cảm thấy muốn với những thứ mà ông tạo ra đó. Được rồi. Vậy chúng ta thì tôi sẽ đồng ý theo ông để gia nhập sát quỷ đoàn đó. Ta cảm ơn. Thế là sát quỷ đội chúng ta bây giờ có thêm một thành viên rất là mạnh rồi. Ta tin rằng cậu sẽ được một vị trí rất là cao đấy. Được rồi, đi theo ta. Được. Cảm ơn ông. Chúng ta đi thôi. Được rồi. Ê, mày bớt bao nha. Con ông quỷ nó dí mày. Tất cả tại mày. Mày bớt đi. Mày nhóc kìa. Trời ơi. Mày. Ê, thằng nào kia kìa. Thằng nào em? Ê. Ê, ê múa. Có hết mùa kìa. À. Ê, ngồi gì? Âm trụ. Ngồi vậy? Trong xoáy quỷ đàn. Các người không biết sao? Ta là Inosuke, vua của rừng. Tại mày.
À, tôi là sinh tôi ngáo, đừng giết tôi nha, tôi sợ lắm á. Hai nhóc, đi đâu giữa trời đêm như thế này đây? Thì bọn ta đi đi săn mồi đúng không? Đúng rồi. Hey, thằng mồi gì chứ, đi về đi. Ba mẹ tôi đâu? Về đâu, làm gì có cha, làm gì có mẹ. Có đâu. Không có cha mẹ sao? Đúng rồi, đúng rồi. Hay là hai chú em muốn về chung nhà với anh không? Về chung nhà rất là hào nhoáng đó. Đúng. Là sao? Là chung nhà với anh đó. Anh sẽ dẫn dắt em hả? Anh sẽ dẫn dắt hai đứa và giúp hai đứa trở thành một người kiểu như gọi là diệt quỷ. Ú, diệt quỷ. Nghe ngầu quá trời đó. Đi luôn. Giết mấy con quỷ ghê đó đó hả? Đáng sợ đó hả? Trời ơi, có gì đâu mà sợ. Anh sẽ bảo kê mấy đứa, yên tâm đi. Sức mạnh của anh là vô địch đi. Ngầu nè. Dẫn ngầu vậy. Theo luôn. Theo anh, về lại nhà của anh. Hè ngon. Nhanh trên đây nè, nhanh lên. Đây rồi. Đây chính là nhà của anh. Hãy vào đây ở cùng anh. Và sau này cần gì thì cứ kêu anh. Nhà to dữ vậy. À chứ, nhà có một trụ cột mà. Một đại trụ mà, sao mà như vậy được. Wow, trụ cột luôn. Là gì vậy? Tới vào đây này. To quá. To dữ trời. À, từ nay mấy đứa cứ sống ở đây, hiểu chưa? Ok. Có đồ ăn không? Có nhà rồi. Sáng giờ không có gì. Mệt quá, đừng có la lối ôm sầm. Ở đây đi. Được rồi, vào đây. Đây chính là nhà của anh đó. Anh sẽ nhận nuôi em cho. Dạ. Đây. Hai đứa bay đâu ơi. Ủa, ở đây kìa. Vào đây, nhanh lên. Có gì vậy? Ui, có bé nào đấy. Lại một đứa nhóc nữa. Hôm nay nó không có nhà. Anh quyết định nhận nuôi đó ở đây. Một bảo nữa hả? Dạ, em chào hai anh. Lô bảo em. Được rồi, hai tụi bay nhớ cẩn thận mà chăm sóc nó cho đàng hoàng cho ta đó. Rồi. Hey, từ khi mình qua đây cảm giác được mình ở chung nhà với đám này cũng vui thiệt á. Thôi, bạn làm đồ ăn đi, nhanh lên. Trời ơi. Video mình cũng đến đây hết rồi các bạn ơi. Nếu các bạn thích video này của mình cũng như thích series Thanh Gươm Diệt Quỷ thì đừng quên qua kênh của Jimmy xem để ủng hộ Jimmy nha. Còn bây giờ đi. Hết video, bye bye. Bye bye.